Trong cái ví dụ là thầy cho một hệ robot này sao kìa, là thầy giải thích em ha. Này, đây có đĩa robot này kìa. Đây là một khớp xoay, đây là khớp xoay, đây là khớp xoay. Ví dụ thầy xoay đây một góc, chia ra đây thì em thấy là cái này nó sẽ bị xoay này, lên đây, chỗ này nó thầy xoay thêm một góc, nó sẽ lên đây. Yêu cầu là tính đồng thuận robot này, là tính cái vị trí điểm B này kìa. Và tóm tắt ra là tính đồng thuận nó. Tính đồng thuận robot ha. Forward. Kinematic. Ok. Thì đầu tiên là mình xác định cái bậc tự do cho nó, số bậc tự do nó. Điều F ha. Ở đây em thấy mình có một khớp sai, một bậc tự do. Khớp sai thứ hai, bậc tự do. Khớp sai thứ ba, bậc tự do, ba bậc tự do. Rồi, thì gắn hết rồi nè. Thì để gắn hết rồi thì thầy gắn chỗ nào đối với cái link số 0 kìa, đế này mình gắn chỗ nào cũng được, mình gắn chỗ nào mình để tính toán được ha. Nhưng thầy phải gắn chỗ này nè, ở đây ok, chỗ này nè, trục z á, như trục một trục động cơ ha. Chỗ này sẽ là z không, đây sẽ là z không nè. Rồi, trục x không á, thì đặt đây. Ok, đây sẽ là x không. Còn y không thì xác định cái không phải ha. Rồi, đối với cái link số 1 đó kìa, để thầy đặt trục viết á, trùng vào trục động cơ này. Trục động cơ này nó khiến cho nó lại xoay xung quanh ha. Trục động cơ này đây, đây sẽ là chết một. Rồi chỗ này sẽ là chết một ha. Chỗ này sẽ là chết một ha. Rồi x một á thì sẽ đặt trùng một thanh niên, x một sẽ đặt đây. X1 ra phải luôn. Đây sẽ X1. Ok. X1 chỉ không là sẽ cùng phương, nó sẽ song song nhau á. Mình sẽ nạp cái hai mặt phẳng song song nhau. Rồi. Đối với link số 2, link số 2 thì tương tự như vậy. Trục chết hai á, thầy cũng sẽ đặt ra trùng với cái trục của cái động cơ, của cái rơ ba nè. Ok, chỗ này sẽ là chết hai. Rồi x hai á, để thầy đặt lên cái thanh linh, trùng ở thanh linh số hai nè. Ok, đây sẽ là x2. Rồi x3, x3 đây là phải trùng của thanh linh số 3. X3 còn z3 nằm đâu, z3 sẽ trùng với cái z trước đó là z2 này, nhưng mà z3 sẽ nằm đây. Đây, đây sẽ z3. Đây sẽ là z3.
Rồi sau khi mình có được cái hai thay đổi rồi, mình đi xây dựng lập bản vẽ ha. Gồm có thông số A, thành pha D, offset ha, góc khớp theta 1, 2, 3, gồm có 1 bậc tự do, 2 bậc tự do, 3 bậc tự do ha. Rồi, mình đi tìm bộ thông số A, alpha, D, theta là tiền giữa hệ 0 và hệ 1. A là đoạn khoảng cách giữa hai trục z, z0, z1 vuông góc nhau, như vậy là không có khoảng cách. Alpha là góc lại cho trục z, hai trục z, z0 này kìa. Rồi, sai một góc 90 độ xung quanh trục x1 này, thì về z1 ở chỗ này sẽ là 90 độ. Trục z này, z không này, nó sai một góc xung quanh trục x1 này, thì z không trong z1. D là khoảng cách giữa hai mặt phẳng chứa cái trục x0 x1 này, em thấy nè. Đây á, phải có z mà phần z là z không. Ok rồi, là x không, vuông góc nha, x không nằm trên mặt phẳng này, x không nằm trên mặt phẳng này, x không nằm trên mặt phẳng này ha, khoảng một đây. Rồi, cảm thấy á, trục x1 á, x1 cũng là vuông góc và cái trục z không này, góc z không này, như vậy nó sẽ nằm trên một mặt phẳng. Hai mặt phẳng này kìa, mặt phẳng một là x không, mặt phẳng hai chữ x một, hai này cách nhau một đoạn, chính là d bằng l một, thì trong này sẽ là l một. Rồi theta, theta là góc giữa hai trục x không x một, cảm thấy nè, x không là gắn lên cái đế robot bên nghiêng, x1 là gắn lên số 1, mà lên số 1 nó bị xoay xung quanh nó khớp này. Như vậy nếu như mà thầy xoay xung quanh nó khớp, cái khớp này một góc là theta 1 này. Này, ví dụ như thầy xoay xung quanh cái, thầy xoay xung quanh cái trục này kìa, một góc là theta 1 ha. Một này nó sẽ bị xoay vào đây. Này, một góc là theta 1. Đó. Như vậy thì chỉ xuống đây. Xuống mặt phẳng số 1 này thì cái góc thứ hai là đây. Chính là góc khớp theta 1. Đấy nhỉ, như vậy góc thứ hai cái x0 x1 chính là góc theta 1.
Hôm nay sẽ là cái biến thay đổi. Ok, mình tính ra giữa hệ 1 và 2. Hệ 1 và 2, A là góc, là đoạn và khoảng cách giữa trục Z1 và Z2 chính là cái đoạn L2 này các Z1 này, Z2 này, cùng phương cùng chiều, song song nhau ha. Và chỗ này sẽ là L2. Rồi, Z1 và 2 cùng phương cùng chiều, như vậy là góc của này sẽ là 0. Góc nhé, trục Z1 sẽ là 0. Rồi, khoảng cách D, D là độ len giữa trục X1 và X2 nha, các bạn ạ. Đây, đây là mặt phẳng giữa cái đây là x1 đây là z1 không nhỉ? Là Z2 và X2. À, mặc dù là hai vị trí khác nhau ha, nhưng mà mặt phẳng này, mặt phẳng này chứa X1 chứa X2 luôn, vẫn đồng thời phương góc với Z1 với hai, rồi khoảng cách đồ là chứa hai mặt phẳng chứa x1 với 2 là bằng 0, chỗ này sẽ bằng 0. Rồi, khi mà mình xoay cái khớp 2 này kìa, xung quanh trục Z1 á, một góc là theta 2. Thì cái thằng liên 2 này sẽ đi lên, đi xuống, nó sẽ lệch đi một góc là theta 2. Đây, đây là góc theta 2 này. Nó khiến cho cái độ lệch giữa cái x và x2 là trùng với liên 2, và x1 x2 lệch nhau, đó là một góc là theta 2. Cho nên sẽ là góc theta 2. Đây sẽ là cái biến kìa. Đây sẽ là cái biến thay đổi. Rồi, tương tự mình tính ra giữa hệ 2 và hệ 3. A là khoảng cách giữa hai trục Z2, Z3 chính là hơn đó là 3 nè. Rồi, Z2 Z3 cùng phương cùng chiều, nó góc nó là bằng 0. Tương tự như vậy, X2 á và X3 là vuông góc nha. Đó không phải, X2 X2 X3 em, nó là cùng vuông góc với cái Z2 nè. Này, nó cũng giống như cái trường hợp trước đó. À, đây là Z2, X2, Z3, X3. Nó cùng vuông góc Z2, Z3 ha. Này, thầy thay đây đi. Đây là Z2, đây là Z3, đây là X2, đây là X3. Đó. Cùng vuông góc với cái Z2, Z3 này. Mình nó cùng nào trên mặt phẳng, như vậy độ lệch giữa X2 khoảng là bằng 0. Nhưng giữa nếu như mình xoay cái góc này kìa, mình xoay cái góc khớp này, một góc là theta 3, thì góc lệch giữa x2 này, x2 với x3 này, x3 trùng ở thanh liên 3 chính là theta 3, và đây chính là theta 3, và đây sẽ là cái biến thay đổi. À, rồi có bảng tham số DH rồi, mình chuyển qua mình tính cho hợp thuận. T 0 3 là mặt trận biến đổi từ hệ 0 này các, cái hệ số 3 này là bằng mặt trận chuyển đổi từ hệ 0 đến hệ 1. Từ hệ 0 đến hệ 1 nhân cho mặt trận từ hệ 1 đến 2, nhân cho mặt trận từ hệ 2 đến hệ 3 là T 0 1, nhân T 1 2 T 2 3. Ok, T từ hệ 1 đến hệ 2, rồi nhân T từ hệ 2 đến hệ 3
chính là bài toán đạo học thuận forward kinetic của robot này. Rồi năng lực mạnh tính như sao các em? T0 một trước. Rồi A là bằng 0, alpha là 90, D là 1, theta bằng theta 1 ha. Rồi, cho nên sẽ là cos theta 1. Rồi, sin theta 1 cos alpha, mà alpha bằng 90, cái này cos của 90 bằng 0, cho nên sẽ bằng 0. Rồi, sin theta, sin alpha, alpha bằng 90, sin bằng 1, cái này sẽ là sin theta 1. A nhân cos alpha, cos theta A bằng 0, cho nên sẽ bằng 0. Ok. Rồi, sin theta 1. Rồi, cho này là cos theta cos alpha, mà alpha bằng 90, cos 90 bằng 0, cho nên sẽ bằng 0. Rồi, sin theta sin alpha, alpha 90, sin 1, cho nên là trừ cos theta 1. Rồi, A sin theta mà A bằng 0, nên bằng 0. Rồi, 0 sin alpha, 0 sin alpha, alpha bằng 90, sin 1, cos alpha, cos 90 bằng 0. Rồi, L3, D là bằng A, D là bằng A là 1. Cái này là 0, 0, 0, 1. Ok. Thế ra là bằng tính và trọng biến đổi giữa hệ 1 và hệ 2. Hệ 1 và 2 cứ giống như hệ 2 và bằng tính một cái rồi. Thì giống rồi. Rồi, cos theta. Cos theta 2. Rồi, trừ sin theta cos alpha, mà alpha là bằng 0, vì cos là 1, cho nên sẽ trừ sin theta 2. Rồi, sin theta sin alpha, alpha bằng 0, cho nên sẽ bằng 0, sin bằng 0. Rồi, A nhân cos theta, A là L2. Cos theta 2. Ok. Dưới là sin theta 2. Rồi, cos theta, cos alpha, alpha bằng 0, cos còn 1, cho nên sẽ là cos theta 2. Rồi, chỗ này là sin alpha, mà alpha bằng 0, cho nên bằng 0. Rồi, A nhân sin alpha, đã là 2, nhân sin theta 2. Rồi, 0 sin alpha, sin alpha bằng 0, nhưng bằng 0, cos alpha 0 bằng 1. Rồi, D, D là bằng 0, D là bằng 0. D là bằng 0, ở dưới là 0, 0, 0, 1. Rồi, giữa hệ 2 và hệ 3 đó, giống nhau. Giữa hệ 1 và 2, và 2 và 3 giống nhau. Có thể tính như sau. Cái biến đổi giữa hệ 2 và 3 là bằng cos theta 3 trừ sin theta 3 0 n 3 nhân cho cos theta 3. Rồi, mình là sin theta 3 cos theta 3 0, cái này là L3 nhân cho sin theta 3. Rồi, cái này là 0, 0, 1, 0, cái này là 0, 0, 0, 1. Ok, có 3 này rồi, thì mình sẽ tính được là
vào quốc cơ là tiếp đạo hợp thống của robot này ha. Rồi tính thử đi ha, nhưng mà là tính rồi bây giờ tính dưới hệ tính T01 trước ha. A bằng 0, alpha bằng 90, D bằng L1. A bằng 0, alpha bằng 90, C B T 2, D bằng L1, T bằng T1, T bằng C1 ha. Rồi T01 rồi thì giờ là coi đúng không ạ? Cos theta 1 0 sin theta 1 0. Cos theta 1 0 sin theta 1 0. Sin theta 1 0 trừ cos theta 1 0. Sin theta 1 0 trừ cos theta 1 0. Rồi 0 1 0 là 1 0 0 0 1. 0 1 0 là 1 0 0 1. Ok. Rồi. Tính cho T1 2. A là bằng L2. Alpha bằng 0. D bằng 0, T bằng T2, D bằng T2, ok, T12, ok, thì kiểm tra coi, cos theta 2, sin theta 2, 0, L2, cos theta 2, cos theta 2, rồi xin lỗi trừ rồi. Rồi cos trừ cos alpha ở đây có một chút nhầm lẫn chăng, cái mà trọng biến đổi từ từ hệ A qua Y1 quá chỗ này là trừ ha. Nhưng là cái ví dụ mấy ví dụ trước không đi nhầm được các. Người ta kiểm tra coi. Chỗ này là trừ nè. Ok. Để làm lại coi, bị lại nhầm lẫn cái này ạ. Đi hết đi. Đi, đi. Chỗ này phải được trừ mà. Mình nhầm lẫn rồi. Đây thấy được trừ rồi. Đây thấy được trừ nè. Cos nè, trừ sin trừ cos nè. Trừ sin trừ cos, trừ sin theta cos alpha, rồi sin alpha cos theta a cos, rồi sin cos cos sin cos cos, trừ sin cos trừ sin alpha cos theta a sin alpha. Ok, đây mới đúng rồi các em. Để lát phải sửa lại. Thì cái ví dụ 23 thì cũng sai ha, phải sai cái này. Rồi. Để tính lại cho cái chỗ này, cho tính lại T01 đi nha. T01 đi. Rồi A bằng 0, A bằng 0, alpha là bằng 90, D chia 2, D bằng là 1. Đây cần phải báo cáo tiếp nha. L1, L2, L3, T1, T2, T3. Rồi. D là bằng L1 ha. Và T là bằng T1. Ok. Và T01. Ở đây. Ok. Đúng rồi em. Rồi T02, T12. A là bằng L2. Alpha
alpha bằng 0, d bằng 0, t bằng t2, t12 sẽ bằng. Ok, thì kiểm tra lại coi. Cos sẽ là cos trừ sin 0 l2, cos cos trừ sin 0 l2, cos cũng là sin cos 0 là 2 sin, sin cos 0 là 2 sin, 0 0 1 0, 0 0 1 0. Ok, chúng ta như vậy cho tới hết bài. Thế hết bài là A sẽ bằng là L3. Rồi, T thì bằng T3. Còn alpha và D bằng 0, đúng rồi. Thế 2, 3. Ok, như vậy T03 sẽ bằng T01 nhân T12 nhân T23. Ok, đây chính là cái mặt trận vận động mặt thuận của robot rồi. Như vậy ạ. Để cho thầy có T03 là bằng này đi. R11, R12, R13 hay là BX, R21, R22, R23 hay là BA, R31, R32, R33, BZ, 0, 0, 0, 1. Cái này là orientation, orientation hướng robot, orientation. Đây là position, vị trí B, vị trí B. Ok, như vậy BX mình sẽ có BX là bằng T03 mặt trận 1 thành phần cái cục dòng một cục bóng thì A là bằng T03 24, TZ là bằng T03 34. Ok, như vậy thầy sẽ có BX bằng này, BX này bằng này, BA bằng này, BZ bằng này. Ok, đây là vị trí của robot này.